cái này giống như là trái trứng gà vậy các bạn ơi. Tôi đã từng vào trong cái vườn trứng gà hay là vườn Lê Kỳ Ma đấy, cái trái y như thế này. Đừng, nếu mà anh em không nói là hoàng kim thì tôi không biết nó là trái hoàng kim luôn. Nhưng mà thực sự là đó là trái trứng gà đấy. Nhưng mà ở trong thì này là vú sữa. Thế mới ghê. Rồi các bạn theo tôi tiếp nhá. Khi mà hoàng kim nó đang ra bông thì nó vẫn cái đầu trái bình thường thế này, chúng ta thu hoạch quanh năm lúc nào cũng có trái hết trơn nha. Và thưa anh, cho em được hỏi là hoàng kim á, thì cái nhiệt độ của nó như thế nào, đất nào có thể trồng được anh? Cái hoàng kim này là xuất xứ từ Đài Bắc, của Đài Loan. Và khi đó chúng tôi kiểm tra cây sinh trưởng ở Đài Loan thì chỉ ra 6 tháng trên một năm thôi. Nhưng mà khi mang về Việt Nam thì cái hiệu quả tốt hơn, bởi vì khí hậu Việt Nam còn phù hợp hơn ở Đài Loan và cho trái gần như quanh năm. Tụi tôi sẽ thu hoạch quanh năm và cái lượng trái ra đạt hơn ở bên nước bạn. Nên là khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam là rất phù hợp với cây hoàng kim quả. Ví dụ như với đất Phú Sáu của chúng tôi thì liệu trồng hoàng kim nó có trái không anh? Ok anh, đây là cây hoàng kim quả này. Khí hậu của miền Đông Nam Bộ mình thì Phú Giáo là rất là ok, tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh. Chắc là sẽ mua rất là nhiều về để trồng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tuyệt vời, các bạn đi theo tôi nhé. Vâng, kính thưa bà con nông dân, kính thưa quý vị các bạn. Bây giờ chúng ta